Hạ này xuống nè, có hạ hạ bên hông thôi. Lần này hoàn cảnh này sở hữu cái giường này luôn á nha. Mấy lần chơi mua còn giường sắt không à. Cầm cái đố phụ nữa nè, đố không cái đó đi. Ờ thêm miếng đi không sao đâu, thêm miếng cái này. Đứng cái chày nước sơn được rồi. Ok. Đó chúng chị mua rừng rừng cây luôn. Hả? Gấp cái giường trước đi rồi giờ mình đem cái tủ áo này vô. Tủ nhìn sang quá ha. Coi mấy học đây, 1, 2, 3, 4, 5 học ngang và một cái ngăn mở. Xin được chào tất cả các chú anh chị, quý khán giả và quý nhà hảo tâm đang xem trên kênh Vàng Bảnh. Ngày hôm nay thì Bảnh tới như cũng như là một lần nữa để mà chuẩn bị cũng như là bên nội thất người ta giao giường tới đây các chú anh chị. Và hôm trước thì có Mạnh Thông Vương bên kênh Bảnh thì giúp đỡ đó, thì có dặn Bảnh là mua giường ngủ cho hai mẹ con và một cái tủ băng học và một cái tủ quần áo và một cái bếp ga thôi các chú anh chị. Thì số tiền còn lại Bảnh sẽ trao cho gia đình nhân dịp ngày bàn giao nhà để cho gia đình mua gà và mua lưới để mà bao xung quanh để mà nuôi gà. Thì ngôi nhà cũng đã hoàn thiện 100%. Mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong để cùng gặp gỡ chị Nga ạ. Đây chú anh chị, thì nhà thì ok rồi, thì Bảnh cũng quay rất là nhiều rồi. Hôm nay thì cũng mưa đó mà không biết như thế nào. Hôm nay thì trời bão, mưa rất là lớn, nước ngập quá trời. Thì sẵn tiện Bảnh tới đây cũng như là coi ngôi nhà nó có bị thấm vô tường hay không, những cửa sổ và những cái chỗ la phong nó có bị thấm nước vô không chú anh chị. Mời tất cả các chú anh chị cùng gặp chị Nga để mà hỏi như thế nào. Chào chị Nga ơi, chưa vô điện hả chị Nga? Rồi lấy chứng minh lên kêu điện thoại điện lại nha chị. Không có mắc điện đắt số á, mắc điện thoại rồi không có biết, không biết đắt số luôn. Rồi lấy cái mình nạp thì á, mình đóng tiền nó cũng không có được, alo không có được luôn. Chắc chiều nay có ghim điện nữa đó, có ghim điện vô chốt á, mà chưa biết ghim, chưa có điện ghim. Chút xíu giường ta giao ở đây á chị. Rồi nhà mình có xào quần áo không? Xào quần áo á chị? Không có đâu, không có. Không, sao không, không làm xào quần áo rồi chị phơi quần áo ở đâu? Không, bữa giờ chị giặt chị phơi quần áo ở đâu? Phơi ở ngoài không à? Thì phơi ở ngoài, phơi quần áo ở ngoài chứ không lẽ phơi trong nhà? Không phải, nửa chở cái đó. Ý là mình đóng một cái khác mình căng dây chì gì đó. Làm nước mắm nước gì đó, vô nhà bếp rồi phải không? Để ngày mai làm cúng bạc bạc mắm. Bà ông Thiên ta làm để đây nè, sao mà để đây vậy? Chưa để. Hả? Chưa để. Chưa cúng hả? Khi nào mai cúng rồi để lên luôn. Em hiểu rồi, em tưởng là chị không biết chứ nè, cái này để cho bằng Thiên nè. Bằng ông Táo, lộn, xin lỗi. Đây bà ông Táo nè, chú chị. Nước mắm dầu ăn đục ngọt thì có đầy đủ rồi. Thấy bất tiện quá ha. Dưới này một cái bình gai, cái lu gạo có không? Có hạt gạo đó. Thì vô đây hết trơn rồi. Nữa mua một cây lau nhà với miếng lót đi ra đi vô nữa. Nhà này sạch sẽ lắm á, đẹp lắm á chị Nga. Bởi vì gắn ngọt. Ở đây á, nhà chị là sáng luôn á. Ai đi Nga nó cũng nói sớm này chỉ có nhà mày á nghe. Có người khen á. Dạ. Mày có phước vậy đó, là hồi khiếp trước chắc chị em bả đó mới bả là nhớ lại. Có duyên với hai anh chị kia đó, biết khi người chú Đức á. Vậy đây kiếp này mình nhận cảm ơn chị biết khi và chú Đức mãi mãi luôn, thiệt không quên đâu. Còn Mạnh Thần Vân bên em nữa, Mạnh Thần Vân ở trong ngoài nước nữa.
cô Lê Nguyên nữa với một Mạnh Thường Quân kia nữa. Cô Lê Nguyên luôn. Ngày mai là Bảnh sẽ đọc tên Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho bao nhiêu và còn bao nhiêu của chú anh chị. Tại vì mỗi ngôi nhà chỉ là Bảnh không có nhận nhiều, đủ một phần là mua. Tại vì xây nhà thì phải có giường, có tủ rồi. Tại vì họ nghèo mà họ đâu có gì để đâu. Thì bây giờ Mạnh Thường Quân cũng cho rồi, thì Bảnh sẽ mua một bếp ga mới. Thì gia đình xây bếp ga nhỏ không à, nó rất là nguy hiểm, với lại mất công đi đổi á. Mua cái bình đi xài thì Nga hai mẹ con chắc 3 tháng, 6 tháng. Cứ sau 7 tháng. Rồi đóng điện điện để người ta cắt điện cắt nước à. Chút xíu nữa người ta giao đồ đấy, em sẽ đem vô đây giao cho chị kiểm tra nội thất rồi em thanh toán cho người ta luôn. Nhớ vô điện cái chị Nga, gọn tưởng còn ổ điện của anh Hải á, anh ta lấy về là không có điện đâu á. Nhưng chắc tự mai khi rồi á. Vô điện cho đàng hoàng đi. Rồi chừng nào Yến Phi về đây chị? Yến Phi cỡ năm thì mới tới rồi nè, bữa nay nè. Bữa nay hả? Ừ, tại vì lễ bên nữa. Mai nghỉ phải không? Ừ. Mai nghỉ rồi, chiều nay cỡ năm giờ mấy lại tới rồi. Đúng rồi. Quên tưởng đâu mà mỗi lần đó, thứ sáu quên. Mỗi lần thứ sáu về bây giờ lễ là về sớm ngày hay là về sớm thứ năm. Chị về đi, tới ngày đó bàn giao nhà luôn. Nhưng mà thứ sáu nha, bàn giao nhà cho ở nhà ngày luôn. Rồi ngày mai nghe nói đãi tiệc bún mắm gì đó cho thợ hả? Nước lèo, bún nước lèo luôn. Bún nước lèo đó. Chị biết khi đây phải đẩy mấy bún nước lèo nữa. Chị nấu à, ai nấu? Tôi nấu nhà bà Hai đó, nhà chưa bún ai nhỏ. Ngày mai vô nhà phải đem gạo vô nè, dầu ăn vô trước. Có đem rồi đó. Vô nhà là đem cái đó trước rồi người ta mới cho nó suôn sẻ, em nghe nói gì đó chứ em không có gần. Rồi có tiền mua quạt không? Đúng ra trong phòng một cái quạt nữa nè. Yến Phi nhà, chỗ Yến Phi không có chỗ gì đâu. Thì chỗ Yến Phi là cấm gì nè, chứ không phải ở đây là nó không có ổ thì mình cấm cái chuyện ổ từ trên. Còn ở đây nó có ổ sẵn rồi chị. Không có. Ổ vậy đó hả trời, thật ơi vậy đó. Tưởng này nè, là ổ nè. Là người ta lấy cái quạt kia ta cắm ở đây là dây nó cắm vô đây là ok rồi. Vậy thì tưởng tại vì ở đây nó có nguồn điện rồi. Ở ngoài kia trên La Phong thì nó không có nguồn điện thì người ta đi từ La Phong xuống cho chị. Đó tại vì chị không gần đúng không? Đúng rồi, nó tưởng tôi làm giống vậy. Không có, làm giống nó được nè. Đây nè. Bởi cái này nó không có đường điện, không có công tắc, cắm trực tiếp ở đây luôn. Kho ăn ở đây bắt ở đây, nhưng mà số tiền đó là em không biết là chị tự gắn nha. Em hết kinh phí rồi đó, chi đó thôi. Nói với chú anh chị thì nhà thì được một căn nhà như vậy là rất là quý. Một căn nhà rất là khang trang và rộng rãi, nói chung là thoáng, nó không có bị ngột. Thì chút xíu nữa bên nội thất giao thì Bảnh sẽ quay một đoạn ngắn cho tất cả chú anh chị xem. Ngày hôm nay thì Bảnh chỉ là đến thăm gia đình một lần nữa để mà báo tin là ngày mai sẽ bàn giao ngôi nhà này cho chú anh chị. Hạ này xuống nè, có hạ bên hông thôi. Lần này hoàn cảnh này sở hữu cái giường này luôn á nha. Mấy lần chơi mua còn giường sắt không à. Cầm cái đố phụ nữa nè. Đó, ôm cái đó đi. Thôi thêm miếng đi không sao đâu. Thêm miếng đi. Đừng có chảy nước sơn được rồi. Ok. Đó chúng chị mua giường cây luôn. Thường thường ngủ để đâu ta? Có ai? Đầu hướng đông. Đầu hướng đông hả? Cái tủ để đó. Cái giường cái đùi đây. Rồi bàn học để đâu? Ủa bàn học để ngoài luôn. Để lắp ra. Ngoài bàn học đây nè. Không được, không đủ cái này ra đây. Cửa hơi kia. Để bàn học ở ngoài là em. Sáng ấy là mình để đầu giường là ra hướng đông hả? Đúng rồi, đầu giường hướng đông. Thì ngủ xây cái đầu gì đó. Cái đuôi đây. Một là hướng đông, hai là hướng nam rồi. Không được hướng bắc, hướng tây. Ai biết đâu à, đâu có gành vụ này đâu. Thứ này là đúng nhất. Ngửi gáp xong có xây lại được không? Xây được rồi. Phòng này thì xây vừa đó, phòng này xây được. Phòng này xây được mà, nó rộng mà. Ok, ngửi gáp lên đi.
Em thì không biết cái hướng nào đâu, không biết phong thủy đâu. Hướng để vô cái đẹp đó. Hả? Hướng để như bên hướng tây thì mình nhìn vô cái đẹp. Đúng, đúng, đúng. Ừ. Đây là đủ bộ gáp luôn nè. Khu vườn cây để ngủ cho nó sang. Dưới vườn sắt hoài nó chạy. Xét thôi. Ok, để đó này. Ừ. Chớ là còn cái tủ gì đó kinh vô mưa vậy á. Rồi hả bạc luôn anh ơi. Hả? Xanh xanh. Đây nè, cho nó bạc nè. Gắp cái giường trước đi rồi giờ mình đem cái tủ áo này vô. Tủ nhìn xa quá ha. Coi mấy học đây, 1, 2, 3, 4, 5 học ngang và một cái ngăn mở. 5 học ngang luôn chú anh chị. Cái này là nhựa nhưng mà giả gỗ. Nhựa giả gỗ chứ không phải gỗ chú anh chị. Còn cái giường thì gỗ 100%. Dở ra luôn quá, khui hàng để coi có bị gì không. Nè, đập hộp. Nga lấy đồ dẻ mượn, chị Nga lấy lau mấy cái nước đó chị. Bạn học cái Phi đâu khui cái tủ áo cho cả nhà mình được thấy. Ồ, này là treo nè. Ở dưới có thể để giày dép được nè. Ok. Con trai này gấp giường ơi. À, quay đầu ở đây hả? Thấy chị chọn nghe không biết nha. Tại chạy vậy á. Đồng hướng đông á. Bởi vì quay hướng đó. Đồng hướng đông phải không? Rồi gáp luôn, bắt ốc hả? Rồi mình ngủ mình đưa chân qua đây. Ừ. Nhìn vô thấy nó kia ra. Còn mình để đầu ở đây thì nhìn vô thấy nó đẹp lắm. Nhưng mà ngủ mình để chân ra ngoài. Ừ. Rồi khui bọt qua luôn đi. Mỗi lần mình mua giường sắt thôi. Giờ mua giường gỗ cho ngủ luôn.
Hồi xưa mấy giường này đóng đinh không, bây giờ chơi bắt ốc không chọn ha. Dễ mình gỡ ra nó vô được anh Mạnh. Có tặng gối hơi với da luôn hả? Niệm là trả tiền á. Cha vừa hít luôn ta. Vừa hít cái miếng này luôn. Trải trải xong có lên ngủ thử cho anh ta coi không? Được anh đó. Bốn góc à, vô bốn góc. À, nói người góc đi. Leo lên lại đi, leo lên lại đi, không sao đâu. Hả? Lên luôn. Có vừa không vừa đặng biết đường. Thành gấu luôn. Cho hai mẹ con là thành gấu chúc luôn đây luôn. Chưa, cái này để tạm thôi, gia đình tự ấy đi. Đây là bộ gối không? Gối này vỏ là phì hả? Ừ. Thôi để cho chị Nga tự ấy đi. Cho gia đình tự xử đi. Ok. Đủ bộ. Một giường ngủ loại cây với chúng chị, một giường ngủ loại cây ha, giường cây chứ không sao hài giường sắt nữa. Vậy cho nó hợp luôn, tại vì gia đình cho ngủ giường cây có thể tủ này. Để điện thoại ở đây là không xài thì nhét vô đây khóa lại. Ở đây như để dầu thơm gì đó. Có nước hoa gì đó để ở đây cũng được. Đó. Sống đòi gì đó chúng chị cho nó chất lượng. Thôi vô đây coi coi cái giường coi, hả, thấy cái giường này chưa? Hả? Chưa nữa hả? Có nằm thử không? Trước sau cũng nằm mà. Nằm thử ơi. Đó cái gối đó nữa, nhắc áo gối vô cho nghe. Nhắc áo gối vô để mình là. Đó nữa chị sắp xếp đi nha. Bây giờ tính mua giường sắt mà thấy giường sắt này thôi, mua giường này cho chị đi cho nằm cho nó sướng. Tiện quá rồi. Rồi lắp bếp ga luôn. Bếp ga mẫu này đẹp quá ta. Này bảo hành đó không? Có bảo hành đâu ạ. Bao nhiêu năm á? Bảo hành như năm. Một năm hả? Ờ, như là nứt kiến nứt gì mình đổi được ha. Ok. Ý là hỏi cho biết chị á. Ừ. Này cũng dễ mà. Nhắc một đầu vô đây thôi. Ủa đầu qua này nhắc không biết. Ở bên đây nè. Một cái vô cái bếp ga nè. Khui này ra nè. Chẳng lẽ tôi đi giao ga luôn chứ. Đơn giản mà. Có cái khóa kia nữa. Khóa của nó để dặn cái này nè. Nó cứng. Chứ mình gắt bằng tay thì ok rồi, khóa với vít nữa. Tại vì cái này nó sợ nó xài lâu cái nó bung ra, mình chịu lực đó, nó hơi nó đẩy mà, nó có chất ga đẩy á. Cái này thì một đầu vô đây, rồi nếu mình gắn cái vít mình dặn cái đầu này. Nè, ốc này nè, chút xíu xiết nó đây. Xiết cái ốc nhẫn này ở đây cho nó cắt rồi xiết cái đầu này, cái này qua đây là xong rồi, lập lên ga rồi. Quên nó cái này là từ trên. Đúng rồi. Có đường ống ở đây nè. Ok. Chưa anh ấy đi. Anh xiết cái đầu này nè. Đó anh nhận đi. Qua đây khóa tự động á là. Khóa tự động không? Ừ. Kính thưa tất cả các chú anh chị, sau khi mà chờ đợi
bên nội thất giao tới đây thì bảnh cũng đã giao xong rồi. Thì theo lời dạy của Mạnh Thường Vân cũng như là gửi tiền cho Yến Phi cũng như là mua một cái tủ quần áo, một cái bàn học và một bếp ga thì bạn cũng đã mua rồi. Thì nửa số tiền còn lại ngày mai bạn sẽ đăng tải trên kênh YouTube cho tất cả các chú anh chị xem cũng như là mình đã vừa giúp được bao nhiêu tiền các chú anh chị. Thì chị Nga bây giờ thì đồ đạc em có giao đủ rồi đó, chị coi xem còn món gì đủ và thiếu chưa. Đủ rồi. Rồi bây giờ thì em nói chị luôn, cái bàn học của bé Yến Phi thì em cũng đã mua rồi, đây bàn học đây, và bên phía đó có tặng một cái ghế duy tân cũng như là mình giờ mình chưa có ghế kia mình ngồi tạm, tại vì bé Yến Phi thì học ở trường nội trú thứ bảy á thì mới về nhà, thì về nhà chỉ ngồi một ít thôi chứ không có ngồi lâu giống ở trường. Thì bé Yến Phi thì học nội trú cũng như là một tuần thì về một lần, đúng không chị Nga? Đúng rồi. Ừ, thì ghế này cũng như tạm cho bé cũng như là trong thời gian rảnh về thứ bảy á, thứ bảy chủ nhật có thể ngồi ở đây ôn bài ha. Thì tủ học ở đây có đồng hồ cho bé xem rồi, đó cái vị trí này thì gắn quạt nữa, rồi xong cái tủ này, rồi trong đây thì tủ quần áo và một cái chiếc giường ở đây đó chú chị. Đây là cái tủ quần áo nè, thì em giao cho chị luôn. Tủ quần áo này là tủ nhựa của Đài Loan nhưng mà làm giả gỗ cho nó đẹp, nhìn nó đẹp quá không chú chị. Nếu màu trắng nó dễ dơ, màu này nó sạch hơn. Thì tủ gồm có năm hộc kéo ngang và hai cánh để mở để quần áo, thì gia đình sẽ tự để quần áo ở đây. Và đặc biệt một cái là có một chiếc giường bằng gỗ luôn. Và bảnh có mua một cái nệm nè, và cái ga nệm nè, và hai cái gối nữa. Thì gia đình cũng còn cái gối ở cái ôm đó, đúng không chị Nga? À, nữa đem vô với mền á, với giặt phơi hết chưa? Giặt rồi. À, vô nhà mới mình đem vô. Rồi đầu giường này có thể mình để vàng nè, đây nè. Để vàng được luôn nè, có học tủ để nè. Ở đây có để son phấn gì đó, rồi sạc điện thoại sạc để đầu giường cũng được, hay là để đâu đó không biết. Gia đình tự xử nha. Thì lần đầu tiên là em giúp đỡ cho hoàn cảnh mà chích tiền ra mua được một chiếc giường này á, rất là quý. Thường thường mua giường sắt không chú chị, thì giường sắt nó có nhiều loại, nó sắt mỏng sắt dày ngồi lâu. Rồi thì bạn xin chia sẻ nữa, thì bên phía điện máy cũng có tặng một cái chân nước lọc inox, chân nước lọc để cho đình cho chị Nga để một cái bình nước lọc, ngày mai lấy kêu bình nước lọc 10.000 để đây nhé chị ha, cho mình xài luôn. Rồi cái bếp ga, bếp ga là hơn 1.700.000 các chú anh chị, chọn bộ dây quan bếp và bình luôn, bình mới ha, ga đầy luôn các chú anh chị, bình mới luôn á. Một bình này chị Nga xài chắc khoảng 5-6 tháng đó, tại vì cũng ít nấu á, một mình, và sau khi đó thì sau này sẽ tự làm việc nha chị ha. Em nấu đầu ngưng hỗ trợ, nói chung là không có nhận gì nữa đó. Còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn, hữu duyên được anh chị giúp như vậy đó, cũng may phước rồi. Cái bình ga nhỏ này mình không xài, mình để ở dưới ha. Để dưới. Rồi ngày mai cúng kiến gì đó, bình bông ở đây và một cái chân nhang của bên bọn táo, hay một dĩa trái cây nhỏ đó, rồi ở trên con dĩa trái cây nữa cho phần Phật ha. Đó thì bây giờ em cũng bàn giao xong ra bên nội thất ta cũng về rồi, ngày mai bao nhiêu tiền em sẽ thanh toán nói với chị sau. Thì bên phía phần Phật thì bảnh cũng đã sắp xếp cho gia đình cũng như là cái khung hình Phật rất là lớn với chị này của gia đình, bảnh có để trên đó rồi. Và chị Nga có chuẩn bị hai cái chậu bông để mà ngày mai làm mà cúng mâm cơm để mà vô nhà mới ở. Thì ngày hôm nay thì chân thành thật cảm ơn tất cả các chú anh chị với Mạnh Thường Vân và với nhà hảo tâm rất là nhiều đã giúp đỡ cho chị Nga và bé Yến Phi cũng như là bé Yến Phi sau này có cái căn nhà cho che nắng che mưa, tội nghiệp với mấy, tại vì chị Nga cũng đã lớn tuổi và hay bị bệnh, bị đau khớp và đau thần kinh to chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn tất cả các chú anh chị rất nhiều luôn. Kính mong tất cả các chú anh chị chờ đó xem tập sau cũng như là ngày bàn giao nhà và đọc tin với Mạnh Thường Vân. Hay bây giờ em về hết chị Nga, trời tối rồi. Dạ, thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.